Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Và xin chúc cho tất cả các bạn có một ngày thật là nhiều niềm vui nha. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì mình có công việc đi ngang qua cái địa điểm này nè các bạn. Đây là một cái nơi rất là nổi tiếng cách đây 15 năm rồi các bạn. Đây chính là ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha các bạn. Thì nơi đây đã là cái nơi mà xảy ra cái vụ án cho đến ngày hôm nay thì nó vẫn chưa kết thúc luôn các bạn. Và cái vụ án này hiện tại đã trải qua là ba cái phiên tòa xét xử rồi. Và cái điểm mấu chốt nhất ở trong cái vụ án này đó chính là cái phiên tòa xét xử giám đốc thẩm diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 năm 2020 nha các bạn. Thì sau cái phiên tòa giám đốc thẩm này hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã xem xét lại những cái bản án do hai phiên tòa trước, đó chính là phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm xét xử trước đó. Tuy nhiên sau khi mà cái phiên tòa giám đốc thẩm này kết thúc thì hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã quyết định là y án đối với Hồ Duy Hải. Thì khi mà ra một cái quyết định y án như vậy thì đã mang lại rất là nhiều cái sự phản ứng rất là dữ dội của nguồn dư luận ở trong nước và ngoài nước luôn các bạn. Thì ngày hôm nay mình đến đây mình quay cho các bạn xem, rồi sau đó mình sẽ tóm tắt sơ sơ lại cho các bạn ha. Thì ngay tại cái vị trí cái cửa này nè các bạn, đây là cái nơi mà cái người nhân viên giao báo phát hiện thấy hai nữ nhân viên của vô cục nằm chết tại cái vị trí này nè các bạn. Thì cái vụ án này là xảy ra vào cái đêm 13 tháng 1 năm 2018, là cái đêm chủ nhật đó các bạn. Thì Hồ Duy Hải là cái đối tượng duy nhất bị kết án là cái đối tượng tình nghi số 1 trong vụ án này. Vì có rất là nhiều người nhân chứng đã nhìn thấy một người thanh niên có diện mạo giống như Hồ Duy Hải, nhưng không ai xác định đó là Hồ Duy Hải hết nha các bạn. Và có một điều đặc biệt là cái người nhân chứng quan trọng nhất ở trong cái vụ án này nhìn thấy người thanh niên không phải là Hồ Duy Hải, bởi vì cái anh nhân chứng này biết Hồ Duy Hải là ai luôn các bạn. Nhưng mà lạ thay là khi mà những cái phiên tòa xét xử diễn ra thì cái người nhân chứng này không được triệu tập đến cái phiên tòa đó để mà đối chất cũng như là nhận dạng Hồ Duy Hải, cũng như là ở trong cái quá trình điều tra thì các người nhân chứng này nhận dạng Hồ Duy Hải cũng như là nhận dạng cái phương tiện vào cái đêm đó luôn các bạn. Thì đây là cái phòng ngồi còn một cái hệ thống phòng server của nhà mạng hình như là VNPT đang hoạt động luôn các bạn. Đó, thì vào cái năm 2010 tại VNPT này là đã có một cái người chủ khác tên bán đồ đây là các bạn, và chủ yếu là bán xe máy. Và ở đây thì có một cái điều rất là linh thiêng của các bạn, đó chính là những người đến đây đặc biệt là những anh xe tải thấy ngay chỗ cái vị trí xăng này rộng đó các bạn, thì ảnh đến để nằm nghỉ. Tuy nhiên thì giữa đêm thì lại bị người khác gọi là nhiều đi người khác đi đừng có ở đây nữa, cho nên là anh này đã phải đi nơi khác. Và những cái lời đồn này, những thông tin này nó cứ thế mà nó truyền tay đi càng ngày càng xa thôi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng ra phía sau một lần nữa để cho các bạn xem, và mình sẽ nói sơ về cái diễn biến này. Và nếu mà các bạn nào là muốn biết cái diễn tiến của cái vụ án này cho đến ngày hôm nay, đã 15 năm trôi qua rồi nhưng mà vẫn đang thuộc cái hồ sơ của vụ án này đang được các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét. Và có một cái điều đặc biệt đó các bạn, thì trong vòng 15 năm qua thì gia đình của bị án là Hồ Duy Hải đó các bạn đã liên tục cũng như cùng với luật sư của mình đã gửi rất là nhiều đơn thư đến cơ quan các cấp có thẩm quyền để mà kêu oan cũng như là xem lưu cầu cơ quan các cấp có thẩm quyền xem xét lại bản án của con trai của mình là Hồ Duy Hải đó các bạn. Có một điều đặc biệt các bạn, thì có một cái anh hoạt động vào cái năm 2008 đó, thì có cái người nhân viên lưu tập camera ở trong cái khu vực này là cho biết là anh đã từng đến đây lắp camera, và cái camera ở đây thì đều
dụng những cái con tắc kê bằng sắt đó các bạn. Chính vì thế cho nên là anh này cũng nhớ được là có lắp cái ngày đó các bạn. Vào tháng 1 năm 2 xin lỗi bạn, vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 á, thì đã có hai người đột nhập vào bên đây thì kiểu giống như là nó có những cái thắc mắc, cho nên là chúng ta này cũng khám phá cái chuyện chính là ở bên trong như thế nào đó các bạn. Cho nên là hai người đã đột nhập vào bên trong như thế, cho nên là ngày nay thì cũng được mời coi là có trang bị hệ thống camera. Thứ nhất là để chúng ta nghe được đột nhập, hai nữa là các bạn thấy ở đây có bạn là không thật sự nắm vào nè, chính vì để mà bảo cho cái phòng máy của mình hoạt động xuyên suốt cũng như là không có bị các đối tượng tình nghi quấy phá cũng như là gây hư hỏng cho cái hệ thống của mình. Các bạn đã lắp đặt hệ thống camera để mà giám sát. Như vậy thì mình chỉ đến đây để đi vòng vòng để quay cho các bạn xem vậy thôi, tại vì trong thời gian 2 năm trở lại đây cái dự án này nó rất là sôi nổi ở trên cộng đồng mạng các bạn. Cho nên là mình quay vào đây để các bạn quan tâm cũng như là quan tâm cái dự án này đang tiến hành ở đâu á, thì các bạn hãy comment bên dưới và khi mà có điều kiện thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn cái câu chuyện và mình sẽ thu thập những cái nguồn thông tin đáng tin cậy nhất để mà chia sẻ đến các bạn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi video của ngày hôm nay. Và nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích cũng như là tò mò về cái câu chuyện này nó đang diễn tiến như thế nào thì các bạn hãy comment bên dưới. Đồng thời là các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh, cũng như là đừng quên nhấn nút chuông bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau nha. Bye bye. Lúc nãy mình chia sẻ thiếu các bạn ở vào cái thời điểm mà anh nhân viên giao báo đến đây á, khi mà anh kêu người nhân viên ở trong đây mà không lên tiếng á, thì anh mới leo qua cái rào này các bạn. Khi vào mở cái cửa bên trong thì anh phát hiện là hai người nữ nhân viên đã bị tử vong nằm ở bên bụng máu và ở dưới cầu thang. Thế nha các bạn. Đó thì nghe sau đó thì theo như cáo trạng mà ghi lại á, cũng như là được biết á, là Hồ Duy Hải là đối tượng tình nghi số 1 trong vụ án này và được kết án là hung thủ duy nhất đã gây ra cái vụ án này. Thì vào cái đêm 13 tháng 1 năm 2018, Hồ Duy Hải như cáo trạng các bạn, 19 giờ Hồ Duy Hải đến Google Boy để gặp hai nhân viên Google Boy để mà chơi. Thì đến khi mà Google Boy đóng cửa thì Hồ Duy Hải có dùng tiền để mà nhờ một cái người nữ nhân viên khác để đi ra bên ngoài mua cái cây về để ăn. Trong lúc người nữ nhân viên này đi ra ngoài mua trái cây như vậy á, thì Hồ Duy Hải ở nhà với cái người nữ nhân viên kia thì thật sự như cái vấn đề gì đó, nam nữ gì đó các bạn. Chính vì những cái nguyên nhân này làm cho người ta rất là thấy bị cái động cơ không thật, cho nên là đã giết chết trong cái quá trình mà cái vụ án xảy ra thì có đến 4 người nhân chứng nhìn thấy một cái người thanh niên ở trong cầu voi vào lúc như là khoảng 7 giờ đến 7:15 các bạn. Thì có một nhân chứng là chở người đi chơi và bỏ người yêu ở bên nhà người thân, sau đó ghé vô khu cầu voi để mà gửi xe bên đây nè các bạn. Sau đó anh ta đi qua đối diện bên đường là nay là có làm bạn hay không, tại vì anh ta là thợ bạn đó bạn. Lúc này tuyên bố là sẵn sàng đứng ra làm chứng cho liên quan cho Hồ Duy Hải, vì anh thấy rằng là
tin mà anh cung cấp ban đầu á nó không có đúng với những gì mà anh đã cung cấp và chữ ký của anh đã cung cấp luôn. Chính vì thế nên là trong thời gian từ năm 2020 đến nay thì anh đã liên tục gửi rất là nhiều thông tin cho mình, và những cái thông tin này thì nhanh chóng cũng đã được luật sư hỗ trợ cho gia đình của mình hay để mà bổ sung vào cái hồ sơ này cho mình. Anh vào cái thời điểm đó thì anh đến khu vực cầu voi theo những thông tin mà trích lục từ cái clip điện thoại đó bạn, là cuộc gọi cuối cùng gọi từ Cà Mau vào lúc 19:39:22 thì lúc này anh thấy một cái người thanh niên mình cũng không nhớ rõ cái chi tiết nữa các bạn, và sau đó thì có hai người nhân viên khác chính là trong hai cái, và sau đó thì có hai người nhân chứng khác đến đây để mà mua điện thoại. Và trong một trong hai người nhân chứng này á thì có một người biết hồi lúc nãy là ai, tuy nhiên á thì lúc nãy mình cũng có nhắc đó các bạn, thì cái người nhân chứng này không biết là trùng hợp hay là như thế nào đó, trong ba cái điện thoại thì đã không có triệu tập đến để mà đối chứng cũng như là nhận dạng hồi lúc nãy trong cái quá trình điều tra. Mà một cái điều đặc biệt là bây giờ vì khi mà đã bị còn có liên quan đến cái vấn đề cờ bạc các bạn đó, thì cái anh này á là có nhắn tin cho người thân của mình để mà nói rằng á là sẽ phải tạm dừng và mở ra, và là cảnh này chứng là cái người thanh niên mà nhìn thấy vào cái điều đó không phải là Hồ Duy Hải. Và đó là những thông tin mà mình muốn bổ sung cho các bạn ở trong cái thông tin mà mình ghé ở đây để chia sẻ với các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp sau nha.